cả các bác nhá. Trước mặt anh em và các bác đây đang là một cục đẩy hai kênh chơi gia đình với model LT1600 đến từ thương hiệu LX Aquatic. Sản phẩm này thì bên em đã bán rất là nhiều. Với mẫu đẩy công suất cho ra là 800W một kênh, rất là phù hợp cho anh em ghép những bộ dàn karaoke gia đình. Với sản phẩm này thì chúng ta có thể chơi ra được 4 loa bass 30 em nhé. Mỗi một kênh này anh em đánh ra một cặp bass 30 cho em. Hiện tại ở đây em cũng đang chơi mỗi một kênh đánh một cặp bass 30 luôn. Ok, trên cục đẩy là tiền 600 này. Hàng mới chính hãng đập hộp, thì đây là một mẫu đẩy bên em đang bán rất là chạy trong thời gian này các bác nhá. Tiếng rất là hay đúng không ạ? Hình thức thì rất là đẹp, con này hình thức rất là đẹp, anh em có thể thấy này, mặt phay nhôm, mặt phay nhôm nhá, và đây sơn này, được sơn rất là đẹp này, mặt xước luôn, nhìn đẳng cấp. Hàng này thì em cũng mở ruột gan cho anh em xem luôn, mở ruột gan thì anh em có thể thấy này, nội thất quá đẹp luôn, sử dụng lên tới là 32 sò nhá, mỗi vế này sẽ là 16 sò, vế bên này, vế công suất bên này là 16 sò, nữa là 32 sò LGV kép. Biến áp nguồn đồng, các bác có thể thấy biến áp nguồn đồng và sử dụng lên tới là 8 tụ tông đa 15.000 pha và là tụ 80V này. Hàng đẹp chất cho tất cả các bác. Đây là hàng demo anh em nhé, em đã bỏ ra mở nội thất test châm cho các bác. Còn khi anh em mua thì tất cả hàng đập hộp hết, hàng mới và máy chạy thì rất là êm. Con này thì chạy 4 quạt anh em nhé, 2 quạt đằng trước ok ạ, và 2 quạt đằng sau. Máy chạy cực êm. Ở nhạc vào thì hiện tại thì em đang lấy nhạc từ máy tính đây. Và cắm thẳng vào đằng sau cục đẩy này. Cắm thẳng vào đằng sau cục đẩy ở cổng A và cổng B và sẽ ra loa nhé. Và đằng sau loa sẽ linh. Không qua một thiết bị xử lý âm thanh nào hết. Tức là không có qua vang, qua lọc gì hay qua lên tiếng gì hết. Mà chất âm nó đã quá là ok rồi. Anh em có thể nghe này. Có thể mua về để thay thế cho những cái dòng âm ly cũ kém chất lượng hoặc những dòng đẩy bãi nhá. Hàng này là hàng chính hãng, sẽ được bảo hành lên tới là 1 năm, lỗi 1 đổi 1 trong vòng tháng đầu tiên. Anh em có thể chơi được những cái dòng loa bass 25 này, bass 30 này. Với bass 25 và bass 30 thì các bác sẽ chơi ra được 2 cặp. Còn với loa bass 40 trên cục đẩy LT1600 này, anh em sẽ chơi được 1 cặp thôi nhá. Một mẫu đẩy rất là đáng chơi đúng không ạ? Đẹp, mỹ mãn, chất âm hay, tiếng sáng và độ bền cao. Hàng chính hãng, anh em có thể quét mã rồi check bảo hành điện tử của nhà sản xuất ra anh em nhé. Chất âm quá là ok luôn. Chiếc abi, con này sử dụng chiếc abi thì vặn nó rất là nhẹ. Anh em thấy này, hơi nhích lên một chút này. Hơi nhích lên một chút, nghe nó rất là hay rồi. LX LT1600, hàng đẹp mỹ mãn cho tất cả các bác. Tiếng quá sáng luôn và đánh rất là chắc tiếng. Con này đánh rất là chắc tiếng em nhé. Và máy chạy thì quá là êm luôn. Thì các bác mà quan tâm đến mẫu đẩy hay như thế này có thể gọi điện trực tiếp với bên em nhé. Hàng bên em thì luôn luôn có sẵn. Test ok, đóng hàng cẩn thận. Đấy, các bác nhận hàng ok. Đấy, test ok thì sẽ thanh toán nhé. Thì anh em quan tâm đến mẫu đẩy hai kênh hay như thế này liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại bên dưới nhé, để được tư vấn kỹ hơn. Tất cả mua đều hàng đập hộp hết. Ok. Thì em xin dừng video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Anh em xem video thấy hay, nhớ cho xin một like, một đăng ký kênh ạ.